Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-xê, bà Maria và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa, và cũng để dâng của lễ theo luật Chúa truyền là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo. Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ. Vào lúc cha mẹ hài nhi Giê-xu đem con tới để chu toàn tập tục luật đã truyền liên quan đến người, thì ông ẵm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng: Bài ca An Bình Ra Đi, Nun Dimittis, Luca chương 2, từ câu 29 đến câu 32. Muôn lạy Chúa, giờ đây, theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Cha và mẹ hài nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về người. Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria, mẹ của hài nhi: Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng. Và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Pernuen thuộc chi tộc A-xe. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi ở quá, đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa và nói về hài nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem. Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Nazareth, miền Galilee. Còn hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.